Khinh slide của xe tên đấy để học trơn thế rồi. Không đi. Anh nắng này. Nắng nắng ấy. À. Khơi ấy, khơi slide của xe tới. Mày. Nó nắng nắng này. Ừ. Ờ. Khơi nhé. Rồi đấy, rồi thế đấy. Đấy. Ok, ta. Thôi bây giờ slide mà lỏ mình. Cuộc khơi. Ồ, à, slide thamay thamay bằng nó ăn rưu. Thì rưu sao slide chả màu. Đạp mẹ, con sao. Ta, mình chẳng ngon lấy số mình, như dưới. Ở đây, thằng cha to mới đến rồi đấy. Okay. Bằng hai ấy đấy. À. Tỏ lơ dương cho mê riêng. Tỏ mê riêng dương tiệt. Chẳng lô pass. Hai pass riêng hào vậy. Nế. À. Chẳng có mình gì hết ra anh đấy. Bỏ rầm lạc lòng mình đấy. Ta cái tiên vô dạng mạch. Nế. Cái tiên vô dạng mạch. Tỏ nên là khối. Giặt ngồi đếch bát á. Nế. Sổ vôn ấy. Giặt ngồi đếch bát hẳn ấy. Sổ pha lên nhỉ. Chẳng bởi dương sẽ khuyên sẽ khít resistance to chia sẻ rì dù mùi capacitor thì khuyên capacitor chạp tới ground nè chạp tới ground khuyên nhé chẳng là năng chia sẻ khít đây ghê low pass filter nè first order nè chẳng dương đăng thầm mấy dương đăng thá transfer function dương mình sẽ way output nè way out lứa way in chính như rota voltage divider đấy vậy hay vậy tiệt rô máu dựng bán transfer function riêng này đấy dựng tăng fb ní chia half power frequency để mình được của muốn smart mán frequency half power frequency mình cần chia vinity mình chẳng chẳng mối lứa vì thái nâng này erc đấy erc chia time delay rồi đấy mỗi lượt bị phai RC mà Việt Nam kia ngồi đấy chui quái anh ấy mới khơi xong lần thế nhỉ đá sao của riêng pro hôn nữa xin nhớ một coi đi coi sang ngay mới định bắt lấy ta một to một tiệt nè một to một tiệt dương hiển hái bột dây bột plot dây kia ở đề cát nè octa với nó như riêng này nè bọn chết từ mưa video record làm việc mình video record nữa mình mưa nữa của mình xem link YouTube ai tên nữa nữa vậy xe này đây dạ nó không đặt link group mùi vi liệt à chân một to bị cái ban ở năng máu này transfer function năng hái bị chọp gì nè chọp gì là complex vậy chẳng cái bầm lại người ta chia magnetic field mối hỡi cái rơi mũi tiết phase mũi tiết chẳng cái này cứ rơ magnetic nè magnetic bỏ complex năng chẳng về rơ tới lực chỉ cái rê chẳng đi rư cái rê thì mũi thẳng lơ đến xe nhớ anh đi khổ mũi tiết xe nhớ
chẳng ấy chẳng a bộ của gì b cái này bộ tới nít mà vấn đề đấy ta mà tiết ông đi tiết viết và phân năng ấy à, mà như tiết viết phân năng ấy như chăm ta một bài viết tới chia db scale đấy chẳng phải hai là viên linear scale db scale thì mưa chẳng mạch pra được bên nà đấy vậy ai rồi đấy vậy ai chẳng db scale cái sự mẹp mơ nè màn crown số nè tô chiêng số tra ơn con tra ơn mơn đỏ rồi đấy mẹn đỏ mẹn crown số nè mẹn đỏ ấy nè cứ tôi nè cứ sôn cứ bia sôn cứ bia sôn sôn rộp con rộp mơn đỏ rồi đấy cứ chỉ scale cái hello grid scale nè bất tạo một tiết nhé dùng chạm nào một lái db tương tự dùng khơi như thế này đã một payload thì db scale là payload transfer function là máu dùng khơi ban mã này dùng bài tới này dùng bài nhé dùng tháo nhé ngày muốn á bài tới dùng khơi sao máu một phần này nè đọ đọc load mùi vận động chạm nào một tiết dùng chạm nào thôi vì trả nè thôi vì trả vì transfer function là máu nó p để dùng if nhé vì phần để cho được không transfer function nó cho không filter nó nè nó p đã fill nó p đã dựng áo signal cho nó phê cong của màn nó phê cong đã f nâng thông chiến fb nhé khát frequency nhé thông chiến fb nhưng chỉ nuôi cho tới nghĩa như chỉ nuôi cho nó đi tới nhưng khi thầm ấy f thông chiến fb cho đàn đó chân với tôi dễ dễ vì tôi dễ lục mùi đi bạc này nhé phải nhé chân cái này cái mùi nó ai lục bàn này nhé và nó nhé cái bật cột dơ này cái đạp phải hai là phải nhé cái bụng cột giờ cái nhé và hai smart bản đi nè hai smart bản năng chân tập về cái bọc pi đi mau tiết máu về tới chuyện đỏ mà pay lốp f lượng fb nhé đó là pf tôi chiên fb tràn đó là p để f nên tôi chiên fb tràn đó chạy như tới mình sâu nè khẩn tử sâu nè nè khẩn tử sâu chân sáu đọt đập lốp mùi chân smart mãn lục smart sâu nhé chẳng sâu này cứ mà mình sâu zero linear đấy cứ zero db chẳng zero db bao bằng bay chỉ linear mà mán mà mùi đấy mình sâu này nè mình sâu vol đấy nè sâu db nè chẳng mà mán cứ mà rồi phía rồi nè tạo một tiết cái chạm đam cụ nè tam dạ sản phẩm cam năng chẳng là nên sao lấy cái s mà fb mới tiền nè nó p là s mà fb là p là s mà fb dân khơi linear scale db lại lớn cứ mà độ bảy nè độ bảy db đấy chúng ta một tiết ta đam sòng đấy chẳng là p là frame con dưỡng chẳng là chờ nick cái chia amplitude magnitude mình đang hội đi nữa vòn đấy chúng ta một tiết frequency viết nè f nè đấy nhé chẳng là p thì dương f dương nè smart fb dương khơi smart độ bay db đó là p f dương tôi chiến fb dương khơi nã nè f dương tôi chiến fb cứ vì khát tờ sâu nghe nhé chẳng mà tôi tới vì tờ sâu này nè chứ chẳng mà fb nó nghĩa mà khỏi mà d cát nè tôi chiến fb nó mà d cát nè cứ fb lượng đọc từng tới thì nó trôi tới khơi smart sâu nó bay sâu nó nè nhé bay sâu db đây đó là PFB thông nhưng mà đề cá chắc FB thông chiếc người ta chỉ tùm rung nè đó một payload nè nhé cho từ chắc mà đọc FB mà đề cá anh ấy PD cá nhé cho vào mà đề cá tầm bốc dừng kẹt nè tới khơi mãn đọ một thầy nè đọ một thầy DB thay mà đề cá tiếp thì chắc tiên mà quý chốt thôi em em ôi đi xem bao mà là hôm nay nha.
định bán ấy. Chẹ chẹ hầm hầm. Anh ấy phê rồi bỏ lô khác đi thôi nè. Của bạn dây cho anh đi đấy. Của mầm lật lòng bình tích bằng này. Nè. Anh ấy lô khác. Anh ấy hai cái phần gì đấy. Còn một tiết. Nhưng mưu tì hò này. Còn nhân viên họ kẹt đi hỏi đại đấy. Cho một đào mùi tiết cứ first order đấy. Hai passive thơ nhưng còn liên hơi đấy đấy tập bốn chẳng chắc tam từ bốn đó giúp hơi nhận mình là cái nạn lock resistance cứ to rồi đi một capacitor một đáy một đáy chưa resistance một kháng cho một rào này hay về output cứ nơi kháng resistance một đầu chẳng ta là pt như đó tam voltage divider đấy như zero function trên phần vấn đề voltage divider zero way out cứ vô resistance đó lư gì vậy lư giật equivalent này giật equivalent thế nhé trong bạch hồ vô thế thế vừa tập đàm một thời chất đập bình lại cho lại lang máu nhưng bán về out lúc về in smile một phần đi nè smile một phần đằng ở dừng tăng FB dưỡng chỉ hạt power vì phần gì rồi đá để smile cho mỗi lần mỗi lớp phí mình ép với nó đi được cháu nè nhé một pin pi RC nè trong pin pi RC phải là pin pi RC tăng là FB nè chân dân khơi ta has power vì phần gì rồi bỏ hai pass view thơ hay là low pass filter cứ đôi chân điện ở đây xong quá mưa mưa phong nè mục đích bay tay khách đó bạch vũ tư chân một toàn một tiết kỳ chạp đám thu phò chạy nè phò chạy nè nè à, từng phò phẳng sân về output lưu về input chân đầu quyền đi gặp lệch máu chạy cho môi phân đi máu chân như bầm lại như phaser rồi nên là mình chạy chứ làm lại từ phaser chân dùng đặc biệt điện phaser nữa trong phaser đi một phần đấy là một cái sub degree à một gram đấy cái viên chết hay muốn f được f b đấy chúng ta là cái chạy như thế nếu mà chúng ta chạy mà chúng ta mà phần đấy face một phần này đấy là mình dùng cụ thứ đấy nhưng ai thiên đấy thì dùng đồ tất s mà f b là bây giờ s mà zero zero hết là bây giờ phải có mà f b p f b b f b mà mãn như cụ tới cái riêng chẳng chẳng em bị những cứ has power thì con gì đấy sâu biệt vời đọc bay đi bì chẳng đọc phiên bản chẳng há như khơi gì này ask cái riêng vậy những cái câu vậy anh ấy mồi này mồi rồi thì rồi đấy đọc là phiên những câu này khi nào đi bì scare thì chắc đám bầm lại như này amplitude này bầm lại mở từ chia low bì scare này chẳng anh ấy hàn cái này đấy, chắc là đi linear thì mang những chữ linear không, từ vừa vàng chân phần này, đó là bây giờ bấm lại máu đi bì scale máu này, nè, thấy nhé, chân mình đang ghi học toàn vô là toàn trăm ấy, chờ xe chờ lon lăng mình đọc chọc tới, này. Tam fly đó, đăng vô lại, mình chụp ngay lấy, ở đây, từ tiền tới giờ, toàn một tiết một payload đấy. Payload dùng vẽ với một payload này payload lại nhân tới dùng vẽ đã tới dùng khơi bán điện payload cho nội trồ vấn đề ta một tiết dùng lột họ trái mà họ đỏ đỏ như tới dùng khơi má transfer function nó đi đi scale cứ một payload vấn đề nhé in vấn đề chính những đang bị trái nó quy đã add tôi chữ fb vì add thông chữ fb này mà vấn đề chắc là cái này những khơi nó quy đã add tôi chữ fb thì má một payload quỳnh hay lúc ai lại bị đó là về về có thông chiến FB về tới chỉ smart zone rồi mình nhé chân zone ấy mình chạy làm với mình men zone ball đấy nè zone ấy cứ zone DB cứ smart mà rồi phi rồi đấy chân mà signal nào chân đang phải cắn zone thèm ball chân bao mấy cứ đang thèm ball thật đại thế tọa mặt tiết đấy, dùng mưa mùng đấy, dùng mưa mùng hiện đó để mốm mà cái sự cái đấy độ an toàn gió F lên B đấy, chân mùng là qua ghế cứ nhà mạch đấy, vì cha đấy là bị F tôi chữ F B mà cái sự cái đấy là bị F không chữ F B mà không được cái đấy,
chẳng hạn cái sập số nó ban nó bị đá thì nó bị gì nuôi cho lấy nhỉ thấy nhé nó bị đá tôi chuyện em bị ra đó nó bị đá tôi chuyện bị ra nó cho mà cái chấm nó chạy thì nó sâu chứ nó sao cái sập tăng dòng này số sâu đấy còn đấy còn nè định bán đi chúng ta là p dừng cú dừng khơi ở một p để e phê cao dừng chỗ nè được kia nè là p để sigma dừng nè bên phê cao cho nên chỗ máu dừng lại của phê cao máu là p để phê cao e là bao vía nè là p để phê cao là bao vía s mai dừng bồi là fb dừng bán bay db nè đọt bay db đọt bay db nè đọt bay db là đấy chứ là p để f nè là p để f nè là p để f ní tôi chiến fb trên đó nhé là p để f ní giờ tôi chiến fb trên đó dân khơi thá một nhớ sao sao mãn là thay lỗ em được fb nhé tôi nhé nè là p để tôi chiến là p để tôi chiến fb mà một thay lỗ em được fb nhé nè mà đồng nè thấy nhé chắc là p để f dương mà một mãn thì một thay lỗ em được fb chứng là p để f dương mặt d cá nè tô chiên mặt d cá hay là f đọc b nít từ giao duy mãn mặt đỏ mặt thầy thì dạng đạm đạm nữa đấy là p để f dương nít mà f là f b được đỏ chứng mà mãn hả nè anh ấy mình mãn anh ấy mình f là f b được đỏ này chứng số f đi đi rất là sao môi được đỏ một lần đó mình đọc dạy con đọc mùi dạy con đọc mùi bỏ mùi từ hàng này tới gì tôi sẽ đọc một thầy đi bì thì đọc một thầy đi nhé vì tôi chưa mà đề cả thì nào đó đó là phê tôi chưa phi đề cả thì đề cả nhé tôi chưa phi đề cả thì đọc sai sắp đi bì nhé đó là phê thông chiếc đó là phê đã thông chiếc FB với cái ba mãn tôi từ sồn chắc là p là s mà fb là đọc bay db là p là thông riêng mà d cá đấy tôi từ bài sồn này đấy nhé bài sồn db đấy men sồn rồi rối đấy thế mình cũng ngao đấy còn như mình như xua xua hao tôi đã biết chơi đi đây đấy second order anh đi tập first order ấy đấy chơi second chắc nơi cái này nhưng khi slope cái này slope sẽ mẹ hai pass filter cái này vì trên cái này mình chẳng nên chấp đao mình chẳng hả nhỉ chẳng nên chấp đao mình phải cáo thì tiếp từ cái cuồng trẻ tiếp từ cái cuồng trẻ chắc bởi dương mưu grab này cứ việc cuồng trên mình trẻ là từng trẻ thấy nhé chỉ cái niệm này là do khả này do khả hai vị quân gì chắc vụ hai vị quân gì để thông dương em bí chẳng sinh ta phải bó trên mắt xong phải bồi bình dài nữa nhé nhỉ tại đâu cái lại ní khi khi chậm nào cái lan nhà mình bây giờ pin low pass như thế thì lẽ cho màu mình chẳng mà đề cá thì lẽ mà độ hoặc thấy đi bì đó là pin ní cái lan tình trạng huế chẳng mà đề cá này thì ca ấn ca mà đề cá thì lan mà thấy đi bì chứ không mà đề cá này đã lại nhớ tầm khán đó nè chứ còn ní lùng hát chúng ta đi lùng hạt nhé thì function là basic kit mới này đấy chương trình ai design filter same same đấy tam là vậy thì chúng tôi coi từ way out lứa way in đó đấy chương mới này cứ resistance được lứa l chương này gì dừng lại ai kỳ bà low pass anh ấy cứ high pass hai pass cầm rất tiệm còn đấy hai pass filter cầm rất tiệm bao giờ tham viên đây lên frequency tiệm thì chỉ hai pass đấy còn tay lên frequency tiệm
hát ấy lấy cái tia mưa nè chắc cái tin rồi nè trong về áo để về áo và bạn đi mình nha một thịt vài đứa trong một thịt vài đứa giật ớt mai cái gì omega ở trên gì omega ở là cái này người vừa đây giật ớt giật resistance bông muốn giật ớt lấy giật ớt nè giật ớt lấy giật equivalent cô chỉ muốn về in anh ấy đòi về bỏ về in mà hắn em máu mình về out luôn về in chắc mình smart mà còn đâu còn đấy hai vay được dương đấng tăng vì lô đi mấy nước cứ tham mấy em bí dương dương smart vậy nè em bí dương dương smart pi pi l e l pi pi l thế rồi đấy trước còn phải làm capacitor mỗi lứa pi pi e c nè đó là về inductance là gì vậy à mà mán e lứ p hai l nhé giờ chẳng vậy còn đấy rồi hai ấy đời giá inductance nó cứ miên từ lại resistance tôi chiên resistance tôi chiên resistance p nhé thì mới là inductance cái miền tờ lấy resistance sau cái biên mà anh ôm đi này mà ôm đi ôm đi thì chẳng resistance ai thông chiếm này tờ lấy thông chiếm còn đấy đó là phê xử mẹp resistance capacitor với cứ RC nó nhận đăng hái cái time delay này chẳng việc vần dưới mùi vừa dịch hẳn chứ nó bây giờ tiền chẳng máu chẳng khơi như này lại na e l p hai l nhưng đã đấy nè chẳng lại từ chị ấy f l f b bông chỉ môi 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 bông môi gì l f l chẳng à tầm rung ấy kia nè thì chúng ta chạm vào rắm tầm rung ấy kia nè đây đang bảo đấy nè tầm rung ấy kia nè transfer function này gì cái gì mới nè transfer function là gì gì f là fb mỗi bộ gì f là fb anh ấy sẽ mép capacitor hay resistance cho nên transfer function là bao hai pass kỹ thuật đó là p circuit mới nè nhưng mà toàn đang thở ai đấy người ta dùng tia rơ resistance tia rơ inductance máu rồi gạn đi cho láng sẽ là khơi tầm rung mình máu anh tìm rộng nó ngay kìa high pass filter transfer function là bóng first order high pass filter thế nhé, thấy đôi khi này khó thể ý kìa khó thể dương tan FB đó chứ nhân kiên sang tầm mắt mà với nhận mình transfer function là bóng high pass filter cứ miên tầm rộng chẳng anh nhé miên tầm rộng chẳng, miên tầm rộng môn chẳng đó là phê lô pass vinh lục tả lửa đi trao đó đã mùi mà bên máu lịch mùi nó phiền dương nó máu tôi chỉ lộ phạt dư lý chất trên vô văn sơn bỏ biến anh để em mai gì mỗi lứa mỗi bông mỗi đồng sĩ em lớn em bì đấy em bì nữa thì luôn có một mấy mỗi lứa thì hai là gì có ý kiện được quên đấy resistance thì mỗi lứa đi đặt thần đấy lô hàng đàn chứ không nhận lô hàng thì khu mấy S ma mà ma môi là đại là đôi kia đôi kia còn ta anh đi đi đôi kia mà đấy tại em đi nhé, tôi chưa về đấy.
Tức bây giờ riêng đi khơi xa ra cái gì là gì vậy ấy. Đó là những cái đau mùi mấy máu tâm nặng thấy những tiên đó. Thì rõ tan sẽ kiếm được. Thì những một tiên ho hàng cao. Riêng thú vương mà. Thì hàng cao thì không rời biến. Has power frequency. Đấy. Đây là capacitor. Tôi rồi là lại capacitor điện đấy. Tôi rồi has power frequency. Đây là capacitor. Đấy. Hai phát. Tuyên thờ. Là mấy. Thì cái cắt. Ông bị tuyệt. Nơi phê cao mà. Nơi phê cao mà nó hơn rất 20 mm. Đưa lên. Smart đây. Smart nhưng đây có lấy thì sinh ra đấy việc là sinh ra đấy nhưng mà cả lỗ hở đấy mà cả lỗ hở trộn vào anh cái số đó đi dán hai cái sim cho nhầm bét trước đây sớm chưa đặt một cả lỗ tay đi thằng sợi đó lấy cái bàn cờ để không bét nói sinh ra để nâng sinh ra gì mà cả lỗ hơn đó trộn vào trong cát to cả lấy đi nhà mình để sao bạn nào sắp đi đi đấy 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 bạn chọc cháo 20 dB. Thấy nhé. Chọc cháo 20 dB đấy.
chương mà cho star hát sắp đi bí và xin chị cú rú về cú cú rú nè một lọt chế anh tên chế chương mà cú rú và hai chín chế đấy hai chín chế là cái tên chế chương mà hát sắp đi bí hai chín đây kia đi hết đấy anh ấy đọc một thấy đấy FB mình đây đi nè FB mình đây đi mà đề cát chị tham mấy tôi chương mà đề cát đọc một thấy đi bí nè đọc một thấy đi bí FB lượng đọt mình nhé đọc bị đọt sai sắp đi bi điết FB lượng rồi chẳng hạn sắp cái thử chứ mà hai chữ FB lượng rồi pram rồi hay gì đừng đấy toàn đấy vô lấy nó như vào smart đăng chẳng hết đấy đây như thời kẹn gì là tiền toàn đấy chân khổ admin pi là dân của dân thua tế trăm thua quy mong lớn nữa chân chúng ta đã hỏi lệch lệch chân một tin lùm hạt của mũi chân tập mùi mũi chân tập mùi mỗi chân đọc mùi nữa nhưng cái capacitor đặt từ rồi micro phát ra capacitor từ rồi micro phát ra thấy resistance nhưng cái đặt từ không có cái đâu mỗi chân đọc mùi cái lên đấy chúng xua rớt đôi khi nè hay cú một lọt đấy một lọt cú hợp nào mà đàn lồng hát đi mà như này nó lớn lư ấy lớn cho lư ok chân lồng hát thì đọc buồn nó thì đọc bay vậy thì đọc bay muốn chỉ đọc bay mỗi chiếc cà phê ý tư nhớ nhớ resistance mỗi rồi một hố thì đặt thân ta dưới tư nhớ sâu kê mỗi micro không có gì nhé các bạn bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt ai gom tiết luôn ha, bốn chân tập bốn, chắc là mấy cái đạn bán thì chưa ấy, hai has been thở đấy, bên kia đấy, chắc của anh chơi bằng cà lô đấy, đúng chưa? Bằng cà lô hả? Reduce chút nữa học sách mì kế chân của mỗi chị đọc khuôn năm một đáy tô của mình chắc là lý trình hai hạt tại lý trình lô hạ quỳnh đó đấy lên to rồi đó mỗi chị đọc khuôn ấy cứ chúng ta lục lên lục hàng vĩnh nơi quay ta mua gì lâu hết đi chút đo tại sao đo sắp tới 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 sắp t
their name, the Jews, what answer? Slovia, dạ từ lắm không? Slovia, tiếng Anh không nghe. Như dương chân ngon hạt ấy bàn mình đọt nè. Nè, dưới kia hơi đó. Low high pass mà đề cá slow viết lại mình lứa một hình đi bì lẹ cho nó ấy lẹ cho thì bị sâu đi bì để lẹm ra hà ra slow đó đó là p low pass low pass gì mấy mà slow viết độ một hình đi bì mà đề cá đấy chắc lông hăng đập buồn nắng nhưng mưa nắng cái cài áo và đấy chắc hai pass nhưng mưa chẳng mệt nỉ nhưng khơi thầm mấy nhỉ nhưng khơi tham mà hay đi bí đông mà đề cả chắc của màn đề cá mẹ áp hai sắp đi bí này. Chẳng người thương thì dạng mà mát đấy dạng mát đấy nhưng mình bột đỏ chay đấy kinh ra mát pi chật pram đề cả chẳng ấy chẳng vì nó pi chật pram đề cả pi chật pram đề cả nó phải cao mát pi chật pram đề cả cái đang phải cao mà đang phải cao mát còn đấy chương lớp hai tí buồn lắm nè phải vô làm với nên mưa nặng khói sọc vón đối toán chương phải vô làm với cái số lớp half power đấy frequency đấy capacitor nó nhầm mấy nè số lớp lại capacitor tiền số lớp fb hai số lớp capacitor tiền đấy sấm ép high pass filter nó đại vía phê cong vía nơi mà còn lâu hơn nữa viết lẹ chó 20 dB thế nhé còn đấy được rồi nếu là bây giờ rớt cái chặp đam rồi vì cha dần nhỉ là ta 20 dB lắm vì chẳng mày là đề ca tìm mà chắc bằng 1 dB nè 1 dB nông mà đề ca 1 dB nông mà đề ca lẹ chó nó 2 power để bảo lô phát độ 1 dB đó là p 2 phát là p db chắc đó là p 20 db và màn đề cả đấy chân vì cha nó nhưng khi nhờ chúng luôn đề cả thì đẹp 20 db bên máu khơi mán p cho pram đề cả đó đấy thì chỉ pram đề cả chân ta mà lẽ đề cả nó như bên dây ghế rung môn nó chẳng luôn đề cả đó mình lỗ để e hàng mốt lỡ e hàng cao đúng chưa chắc nó có lấy nhỉ để dân khơi mà có lỗ hơn đấy mà cái lỗ hơn cái số thằng mà cái lỗ hơn nó nghĩa bắt bóng 20 dB chắc mà cái lỗ hơn nó nơi thằng mục FB còn nơi thằng cao FB nên 10 gram nè nè 10 gram nè ta mà cái lỗ hơn nó nơi thằng thằng mục FB thằng ní với còn nơi thằng cao lại nhỉ kết 10 cho 3 mới dương khơi thá mà FB nè là P đã S mà FB cứ mà B đi B hay đó là P mà có lỗ nếu mà có lỗ hơn đấy cái thá ở nơi thứ lẹ ông đi tuyệt bỏ viết là sao 20 đi B lẹ là sao đó 20 đi B là 20 đi B chẳng hả nè còn đấy mà có lỗ nơi lại phải con là P cho mà có lỗ hơn thật bắt bó 20 đi B còn đấy còn đấy sẽ mẹp 2 pass filter chứng sao mẹp F là P được mà FB là sao B đi B chứng số thật ta mà cả lỗ hơn nó nơi khẳng mục FB ní nơi khẳng ní
rồi nơi hàng này nơi hàng cái đó rồi nơi hàng một từ đại FB nó gì là vậy từ đại gì thế toàn đấy ăn đưa sổ nuôi chứ ngồi đi ăn mới cần cho bạn mới sổ bỏ lòng tranh cho nó nghe chú ý thằng nãy như chưa mất thằng này hay thằng này rồi lên mất anh ấy cào gì thằng cào FB anh ấy thằng một FB đấy anh ấy thằng một FB anh ấy thằng cào anh ấy bị tách chiên để mình cào anh ấy thằng một để mình thôn chiên rồi đấy chắc mà còn lâu hơn nắng nè Africa mà còn lâu hơn nè đại biệt thua thì lại cho 20 dB số là tao bên nơi thằng một FB rồi còn nơi thằng cào FB nè rồi đấy nơi thằng cào vậy thủ ấy bên nơi thằng mốc là ba ấy đang nè dân có ba sôn đi bi vậy nè cái gì mình thử lẹ tiền to bên nơi thằng cào FB nè chắc em chắc mà còn lâu hơn dân lắm nơi mà đông nà nè nè được cùng vui mình chắc nè vì anh nơi nè mà sân gì mặt đê cát lẹ đỏ của hay đi bì vì đê cát đỏ xe sập chắc bên nơi nè mà rồi chiên nè tôi chiên mán nè tôi chiên mán tôi chưa mà đấy pi đề ca trích pram nè cái gì pi cả lạc nè cái gì vậy đó chắc ác hàng một ai kê hàng rau ai kê cái gì chắc phê căng hàng một chắc tiêu thật f tiêu là vọt bằng chắc hết á tiêu thật f dưỡng cái nơi hàng rau f pi lệnh nhiệm thật nơi lệnh nhiệm á thật nơi lệnh nhiệm á f pi là này á f f f là dương châu rồi đấy f mùi dương đớ em mà lâu hơn thì em đi mùi lại lại nhiệm cái nhé thì tôi chừng được lẽ cho hà xong đi bí tôi chừng đọc sai đúng nhé để cho nó còn biết còn đấy chân đây lại nắng vì em muối tại đó em bị nó dừng rồi đặc mạch thế chân chân đang thật bị em muối tại em bị nó cứ vì cái biệt pháp đề cả thế nhé vì biệt pháp đề cả dừng rồi lại đã lấy cha này cái nhé này vì em muối vì em mặc lò hết tại đó em bị lại nè tại dương đang tham mặc lò hết lại đập và hai trăm dB tại dương mình đang tham mán mà mặt đề cát ao mán mà đi hay dB vậy nên giờ cái gì chắc là mặt đề cát nơi cả lại nè pi đề cát nơi cả lại nè vì chất hẹm đi cát nơi lại nì thế nhé thế nhé chắc những tiên ban đấy tiên ban cho mình chắc dừng khơi nhắc chẳng muốn đi cát tại dừng rớt mà lốt ác lướt ác mùi thôi mưa là lại đi cát làm mình đấy chẳng khán là được một lần nắng đấy được một được một đi cát đó được một đi cát đó đi cá mà đi lỗ FB nữa là 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 FB FP thông chiếc muốn những dây hai đó trong hướng dây non điện người mơ video record làm với nhé nâng là F hát là F low đấy chắc ta là FP low chạy tới này dân khơi như nè thấy nhé FP low chạy tới hay FP đó cứ FP nữa đấy chạy tới dân khơi mà bây rồi đọc một mối thì lộ hợp trời ấy chặt khó nữa. Mười phòng à, với chạy tới những người đọc bây giờ đang làm mấy môn dưỡng FB mình sẽ mà môi lớn phi phái AC mà bây giờ đọc một mũi kỳ lộ hết à, chứ như rồi có pastor khơi nhỉ thì mình rơi khơi FB nhưng rơi khơi nhỉ thì xưa rồi FB nhưng rơi khơi nhỉ nhé thì khi FB nó còn đọc FB điện FB nó cứ half power frequency mà chắc không vô là hay nè à, mười đi vô rồi mười video thì khó làm với nhau mười toán tao mà tiếp dân khơi capacitor từ lại nhé dân khơi từ lại nhé chứ dân nuôi trâu máu dân khơi capacitor dân thật đại tầm hôm má
503 picofarad. Tại vì rồi tới những khi mình đã chất lắm bây áo sinh ra để trốn máu trên mình nó thì đặt bạch cơ mà nó làm được mấy bộ là đạt máu chắc là phiên thơ nó trốn tới và đấy phiên thơ nó trốn tới tạo thật nhiều tập đi đi online của anh luôn muốn phải đấy. Tao nét này lơ mà dáng người đi ở hay. Chưa lấy logo. Chắc chân dân mưa tiệt nè chân là mấy lùm hạt mấy chóp ấy nè cài chóp ấy nè mình chụp ngon lấy xuống xuống hào mình chụp ngon lấy xuống lùm hạt mấy ngon lấy xuống xuống hào bá chào mưa video đi con đang vinh thu vừa dốt đi lâu tì hò nè tì hò tha quay con mặc lô nữa lẹ đo mán học sắp đi bì học sắp đi bì đi giảm mệnh mình trong một tí họ thá học sập lại đi học sập mình cái nhé chắc mà sân trên nó phê cao những cái trang đi giá phi thơ nó ở nơi mặc lô hơn đó lẽ nó thẩm học sập đi bì đấy học sập đi bì chắc cái kẹn em á rồi chẳng luôn đi bì mà đây thì học sập chắc là nên mà mán bình đi cát chắc bình đi cát phù bạch vì cha ta mấy cái bạn đấy thưa giảm mệnh ủ bạch vì cha tam ni các bạn à vì cha tam ni à thôi tam ni thứ tam là môn lô cái ni to thì dương mình có biển lấy cái biển đó là bảy đề ca đấy cho bạch rồi thì ai biết chắc fb sẽ ma mán nè number đề ca nó cứ ma cho môi đang fb mình lưu mán power mình nhớ nè fb lưu đắp mình mán FB lượng đáp mình mặt đề cả FB lượng một rối mình pi đề cả rồi FB lượng quán mình mãn bây đề cả có đấy cái gì ở đấy anh đi mệt đi nè ủa mình thưa tam lô đi nè ta lên đoàn tiền vậy á chẳng mà nên mà ta tiêu tao đưa phê con mặc lô đại thế này anh đi học sập sập đi bì anh đi chay này học sập tới khi bay đề ca đấy thấy chẳng mặc lô hơn đấy lẽ off sập đi bì chẳng hạn đi bay đi cát nhưng ai cho nó tam cát tam đi bàn nó tam nữa bay đi cát này chẳng bay đi cát đó mình smart mãn mình smart fb lưu một quan mình chẳng tới nè chẳng fb mình smart mãn mình smart mãn bay cái lâu rồi bây con này thấy bây con cho bây dương rơ tam thì mình thì họ bấy mà gì mùi nắng lố chất FB là thằng 1 chất FB người lớn mà con
Ba má. Đọc xoay cùng bấy. Đọc xoay cùng bấy mà. Tụi ạ trớ rồi. Hả? Trớ đọc phải quân bay quân dù môn đọc đi to thay em môi tiệt đi em môi tiệt đấy chừng được lấy đọc quân môi em môi tiệt đấy mà quân em môi đấy. Còn đấy trên cái mồi nhảy nhảy được thủ ta mới lấy thời côn thì môi được em môi môi tiền đấy cho mà công cho nhảy nhảy đặt nằm bờ cho mồi lột vẹt lột rồi đấy còn đấy trên cái này nè mà cho em muốn mẹ mà hơn thế mà đo lối thế thì đặt côn em môi lại gì như của mọi người đặt nằm bơ mà là ta được mừng dưỡng đấy với như lượng ăn bùi rồi mình bơ máu hơi ma mán đấy đọc lại cũng bầy ma mán mầm bây giờ hơi thì nít cứ ma mê cả hơi thấy em mua dưng lâu hơn nít nhưng chẳng ai học sắp bì cho em bì nó lan tới một cái lờ thế thế nhé cái lít căn là chẳng ai thì đọc bì rơ máu thì em bì ấy rơ máu bị hại à tí lại lại cái bàn tới rồi tới khơi tại vì là láng cũng được láng cũng được chọn bì rơ tới lại cái bàn tới sẽ chọn tiền nhé nhé chọn tiền nhiều lại phải cần gì được thôi cài tới chọn tiền capacitor sẽ nâng sao nano nữa đấy chân số mẹ hai thì con gì capacitor họ tụi tụi làm lại tụi tụi trong hôm capacitor của tụi này tại dương châu mà đo mới biết đấy ca kẹt nia bột lột nè em biết ca kẹt nia bột lột chúng ta kẹt nia đấy, generate bone cloud kẹt nia nhà mình, chúng sẽ khít mũi và tu tới viêm đã châu thủng rong hai pan lô pan này, thế tôi sẽ khít mũi nhìn chớ, nhìn khơi nhìn resistance, inductance, resistance, capacitor, resistance, filter gì, nhìn riêng ấy, họ riêng. Đấy cái ai tì bàn tì bàn vô dựng đăng tham ếch nộp lô phá hai phá dưới nhầm ếch có ba thì tớ cho tự trường cổ mà lô phá resistance cho tự trường cổ chắc là vậy thì dương mưa khơi như cái này dương khơi như resistance mà khóm này cho ba trường cổ thì cái ba thì tớ nó càng lừa đi thấy nhé thì đặc thân của mình là lừa này đại thấy nhé resistance mình resistance chẳng bạc bộ của châu kia tập ăn đi đấy nhưng khi nằm lại nắng không được tội đấy người ta lại như này e muối cài sập ôm e pi mãn đọc ôm e bay nhất cứ một rồi ôm rồi này chẳng bạc bộ châu kia lửa pi đi tới khi bán smart kia bà này chẳng nơi hàng lửa đi ai không chiềm đấy bây giờ tập tiếp ai không chiềm mình chưa hình thông riêng ấy, thông riêng resistance mình đi. Chắc là thân diện impedance biết thông riêng chứ,
riêng cái gì capacitor viết một dividend cái thùng này còn đấy thế capacitor mình chấm hò resistance viết mình rồi rồi âm non ok chứ tập viết bộ phim tức là ha tập lấy capacitor lấy này những ai thùng này resistance này những ai thùng này impedance cái hai impedance ai thùng này này đấy bà đi thùng ấy cái này mình đi mình thùng đại đấy, nhưng gặp hai là giống ấy đấy cho những ai tia ban há anh ấy ai tới chỗ gì lẹ cả nã lỗ rồi có hài rồi đấy cho những ai tin sanh than môn đỡ thay thay những ai thay gì ai thì hài hài pass filter thời đấy anh đấy mà cái này hoạt động tỏ chân dương mờ rồi biết tin chẳng mạnh chắc là miền ấy từ ni đấy, âm miền từ nhì nhảy đấy, cứ dương đăng thảm bách tập bay dương kẹn đi trên bên bốn lót lắm, cứ dương âm miền thử thôi chán cái đang bị ghế, kẹn đi trên phơ phẳng chân, cái trên phơ phẳng chân nó sai ghế, way out luôn way in, sầm khán đó này, tạo cha mà cái này nó đăng khi tin mấy nhé, trên phơ phẳng chân rồi tạm má, còn đấy rồi con, đây kia đây. Mưa mưa đi bắt đi lên người đi to của hòm phần này chứ người chấp đam ở chai mưa này ta transfer function đó chỉ lỗ rồi có hai frequency đấy chứ đam bay thôi và cát nhưng thử thương mấy và cá bột lót trên màu đấy chứ đam bay và cá biết như thử thương chẳng mạnh thì thôi chẳng mấy đấy chứng transfer function những bán nó này chứng transfer function này way out look way in mình smile gì chứng way out được lại na resistance chứng resistance thì bấy đạn là lừa gì hai con dùng hai chai chỉ muốn nó resistance thì quy một lần là e muối bộ chỉ muốn nó gì bộ chỉ muốn nó e bấy hai e l bộ chỉ muốn nó e pin ni hai một ba là lái chúng muốn capacitor à cái chóp này cái này bật khnếp nè nè nằm khnếp nè nằm khnếp nè cái mượt to nó giật cái homework đó rồi thôi sai như thế chứng cái ơi tầm lại trên màu à thì chứng ai cạn đi ba này cái ôm đọc ôm rồi ôm rồi mili phong ri thông biểu với micro parat ở đấy chân cái chạm đám thì giảm mạnh cái chạm đá kẹt kì nó sẽ riêng về smoke smile những cái kẹo gì tầm màu lá nó bây để low vị phân gì chỗ nó bây để ao low vị phân gì chỗ chân induction mình mẹ làm giảm mạnh induction thì dịch sai nó bây để low vị phân gì nó bây để very low vị phân gì chỗ chân induction thì dịch sai chừng nào đặc thân từ chỉ short circuit, hay capacitor từ chỉ open circuit. Trên tập về để open circuit cái này nè, chúng ta đang lên mình đó là mình short circuit, chúng ta resistance muối, bảy, chúng ta transfer function nên là low frequency, đặt ở small cái zero hertz tầm đó, very low, zero, nhé. Trên tập về zero hertz lại chúng ta, nhưng cứ transfer function là zero hertz lại như thế. Màu ăn xôn cho bạn mấy xa mở rối anh ấy xa mở cao sấp anh ấy xa mở rối bộ dù thì tất nguyên xôn cho bạn nè anh đứng đi chẳng dừng lo riêng cái induction đó RLC induction time dependent pleasure the bit a steady state the bit like steady state yang mai induction the yang mai yo induction the short circuit capacitor the je ge open circuit down the which i
đó là bên đấy cứ phơi cao mình cho mình lại hàm như thế này mình lại hàm như thế đấy đầu tiên là phơi cao như mình mấy đầu tiên là đi lố sâu sâu hở rất là nặng thân ở cái chiến tay thì lò đó là cái phạt tớ cái chiến trong mò ai đó steady state là khăn steady state nó lên đấy họ máy thì nó đi lại đấy con đấy cô đấy chắc là pi đặt thân lô bình phân gì chưa cho bạn tớ đặt chắc là pi hai bình phân gì mình pi là hai bình phân gì mình nói bình phân gì mình pi đặt thân học tôi cho bạn rồi pi sinh nam thế này nó tài pi trình đạt là cặp em mình thành trình đặt thân là chiếc trong hò việc bản tớ là chiếc này lò về ăn hơn thế lò chân lô dịch ấy bạn cũng không như thế đi sai cái tự nhiên ai đi bên ăn là mai của nhau đấy họ tái của cô nhé ai bên đó nữa không tôi biết ai cần ta gì biết đầu tay nó chạm chạm vào mình chúng ta như thế mạnh skin nó mình dùng ho bông đỏ thì chạm chạm skin này chúng ta dùng ho nè chúng ta dùng ho các bạn à rồi lần mặt sớm là sẽ dùng các bạn là phê là phê con là phù chúng ta phê con là không đớn rồi cứ chắc hành chi bị chi cả hơi hay chi cả hơi bốn chi cả hơi lấy đến hai trăm thành trăm ba chi nó chút bị chi cả hơi mấy chi mấy chi cả bốn chi bốn chi cả hơi ngoài đấy đo quan vào đầu mình ở trên generation đấy khen generation third generation tại cái anh ta ba cái anh nào pi quan tơ mà điện cho vận động hết là muốn định nhiệt. Trên lớp này free cao nhưng low maintenance này là những lớp low maintenance, low frequency, capacitor lớn, từ chia lớn, open circuit, đấy. Mình anh mình chờ đón cho lo gặp bạn. Tại induction, thì sai chấm lo, sai chấm lo lo, thế nhé. Chúng ta bây giờ bài trên lô máu thì đi bi máu mà thấy đi bi
Sôn trên phạm mán đọ phạm môi đi bì. Thế nhé to là quên high frequency vinh. Đây là những mưa high frequency vinh. Inductance tôi chỉ open circuit vinh. Thầy capacitor tôi chỉ short circuit vinh. Chân cả lại này tôi chỉ open circuit. Capacitor thì short circuit lại này. Thầy inductance lại tôi chỉ open circuit đặc biệt. Chắc sai với thử rút một chế chắc resistance AP này đạch bạc này có đấy đạch resistance AP bạc này chắc như sao mà nó bị đầy 2 vị quân dí trong cái đạn nón nhỉ ha từ vòng vòng chân là 2 vị quân dí cái đạn này như là nón chắc em sao AP bấy lựa em mỗi bộ AP bẹ bầy nhỉ chắc như sao mà nó xôn cho xôn trên mán AP học bầy hình nhé thế nó bây giờ như chị đi bì scale máu một hay lô còn nắng ma má đỏ phạm đi bì cái nhé ta mà tiết những cục bột lót bàn nữa cục bàn này những bột lót riêng như mấy được khi riêng dây mình chứ miền tầng miền tầng lô miền tầng hai chắc là mặt khnien nè tại dân khơi nhẹ mặt khnien đi miền tầm rong dễ ghế low pass filter đó là về từ mặt khả niệm đi với hai thế nhé cho nên cái cụ ta mặt lạp đấy cụ ta mặt lạp ông vừa chúng ta ở đây để dừng kẹn đi mà những ai thì tu ban kiểm đấy thì tu ban chẳng mày là bây giờ sôn hết cái nơi này nhỉ chứ sôn hết mán đọ mán sôn hết đọ mán của mối db đọc của mối db nhé hay đó là pin anán nè chắc anán màn bánh đọc pram cái điểm màn db như vậy đấy cho tao pin cả đá đi kẹt đi mình và được khởi nhé chúng ở lại này bị khoản là dương chèn red ban này đấy hình dương pin nhiều rồi đấy nó pe đàn nón nó pe đàn lô chẳng mệt chứ ngược lại như chỉ cạn này muốn bị xét thì dương mưa thứ là pin low frequency độ 10 dB là pin high frequency độ 10 dB sang smart cái này chắc chắn chỉ biết xây này cái đá này hay đấy ai làm phục từ trên vĩnh tôi còn lẹ cho tôi khổ mình nhé tại đấy lẹ cho mà khổ thì cùng mặt lam đấy ai từ lấy cục đấy chứ như là nó cái kẹn đi lướn nhưng kẹn đi lướn nhưng mưa là hàng mốc hàng cào chứ bằng mốc hàng cào thì riêng trẻ ở những kẹn đi tới là pin low frequency nhưng hơi đọ của môi đi bì là bây giờ frequency như lang quốc những kẻ này tới những khơi ma mán đọ hà sấp đi bì chẳng bột lột điện từ mấy bột lột điện từ mấy vì mán đọ của môi đi bì đấy là này cái đọ hà sấp đi bì là này chẳng bột lột điện cho ba chỉ riêng chứ hay riêng chẳng riêng cái gì filter gì low pass filter đấy. Thế nhé. Tay chạy đòn ấy sẽ khít bụi nít trên máu. Chạm riêng mặt mà nữa. Để khi dừng dưới mà riêng chạm bán. Ai low vớ ai hay phò. Thế nhé. Chân bị trên máu thì tay chỉ riêng cả đà mà đi. Chân ở đây chạy đi giá filter mối. Cái hai tháng notch filter đấy. Mền bền pass filter đấy. Mền bền pass filter là cái notch filter. Cứ filter cả lại đi ạ. Nơi còn lại cái đá này cứ về thì check chào rồi họ sẵn lệch ban hái thì check chào rồi đó ăn dơ bờ thì khai vì nắng dơ rồi họ anh ấy nắng dơ này dơ anh ấy cứ dơ này toán cho cái hai cái lại mà chẳng nói cái lại sẽ cho nó cái hai notch anh ấy cho nó chuyển trở cái sensor mình chắc này cho sensor nó được tháo vì thì thạch bị chạm thì thạch chẳng anh ấy thì thạch chẳng như khơi máu vô thành những hình lang là hồn,
chạy đón cô nào vậy rơ máu cô nào vậy rơ máu mà đó tôi đưa ra là cái chỗ máu cô nào bên cô nào vậy rơ nhớ nghe đó covid chẳng máu chỗ máu bốc hoặc là chỗ máu bốc sân giới đi thạch lẹ 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 âm lịch tiết linh lẹ âm lịch tiết ở linh nhỉ cái gì lẹ lẹ bạn ở linh chắc những khi thấy biết bài rơ hàng ngày cái gì chắc nhìn thử rồi thật táo covid nó được nói frequency range của màn nhé chắc thử vì thời chân máu chắc như mà mỗi bạn được hôn mũi tiền nhé resonance mấy này nói lớn được ý nên nó lứa lưu ý định bạch nó hay nên nó lứa trái to tinh mới lì hua chết vô lưu lưu cùng lì hua bạch chứ bạch ê thật nào nè tả lấy cho một đau thật lấy cho resonance phenomenon bạn tập hút resonance nhằm mạch còn đấy cứ chỉ tham một pool đại bệnh tranh tới nông phê đồng nào thì còn đấy khai ra dần dần tham một pool ăn một thiệp để sai tranh tới nông phê đồng nào thì còn đấy vô lên chân dừng mưa thì họ thả gì thì họ thả đi xuống đất lên nạc lá đưa dân sẽ chân đấy dân sẽ là bây dân sẽ đo muối họ sẽ lưu đi là bây dân sẽ pro một kia mình khơi thá bên đây xuống đất ngàn là này ở pro một kia ở trơ kia bây giờ sẽ lấy những lưu về tệ vô lấy thì mối tiết là bây giờ dân ba pro một nế tập là bây giờ ba khác thì dù tập báo cho tại tập bây giờ ba tích tôi có ba trong một đất nam muối vì số tập vẫn chưa dùng đầy khoảng thế nhé trong reason tiền mà với cái tiền tam bắt thì sao nhưng mà với cái đi giá như cái bán ông có play tro cái gì guitar piano sắp tới chơi gì ban cũng reason rồi chơi cái to sai và vài má bên lên cùng của má vài trong mơ người sâu ấy câu khăn ấy chứ mình kẹt người ta cầm lang tay nhưng mà lưu khăn ấy đấy anh mình sẽ ghi mũi tiết anh đừng khôi đúng làm phong sư gì đó vô lấy làm bây một bộ đúng ở đây thì như kẹt đấy bộ đông môn đang hái trên mặt làm hào môn một mình chân reason đến từ khi họ đôi kẹo mùi nhìn chân chân dương ba chị vô thầm mấy xong lấy dương nghĩa đầy đầy như vậy tới nó cho ba chị ọt mấy ba chị mình ai mình đặt lao chưa thật cao nó bay từ xa làm lấy gì mình nhìn sao đấy mình làm sao đấy là gì được sao thú ghê nhưng bạn sẽ cho bác nhưng mà sẽ lấy phê con na nhớ là khi cơ bay nó thì bay đấy thế nhé chắc resonant frequency cứ resonant nó cứ frequency nó với chiều resonant frequency rồi bác cao mới nhỉ đấy chất cao mười đến mười thử frequency resonant của màn chất frequency resonant ta thử ca mãn một phay cái lỗ hơn chất mà sinh chỉ một phay cái lỗ hơn nắng được cái nông thau vào muối chất tôi cao đến bài chật đấy ta bởi dương đặt hai sập hơn học sập hơn mau vĩnh trang mà trang to ở bài speaker thì còn bài này còn đấy to là thử phay con resonant của viền này chất spin này cái đôi kia đấy spin ni vô phân năng cái đó toàn bạ đấy, còn tại bản thân thì vô là thang trong reason đó không biết, vô tới bị chua, chua thử reason đó thang tới prai, được cái nông ruộng mình nhìn chưa, thấy nhé, đặt bạc, thấy nhé, không đai nhé, chân vô cứ vô đòn chân tình sẵn đấy nè, chó thì sạc chó, vô tới trong reason lắm, cái hai vô tới chó bọ màu tiết, vô màu với chó bọ thử tiết. Ngủ từ nó huấn cho bọn mà thời tiết lang tư lang tới đó đi dùng nấm spin tôi thử bát phà thấy nhé chắc đôi khi nhé
đôi khi nè nó bây giờ dừng cho nó lướt spin sai cáp nam mũi nó bây giờ dừng nó lướt nắng dừng non khnien trom chưa phải sro khnien bạn hút về dừng nắng cạn láng cái này đại đại vì bạn co spin gõ ban sắc xá và tha ấy đi chạy đòn ấy non niềm trom chưa prom prom rồi pro đánh sai cáp lẹ tiền chắc bắt sân chia sẻ mẹ và kia sẻ đi bình đấy trong rây sinh nắng cái miền tôi khen hía cứ được phê đá miền rây miền này kế induction hay đó capacitor trong capacitor miền tôi là tí tốt hay đồng tế tốt đồng tế kế tế voltage lẹ lời đồng tế chả ròn cho induction miền tí tốt đồng tế kế rồi induction miền tôi là tí tốt hay đồng tế chả ròn rồi cũng muốn cái nhà đất đấy ดักทับมันบ่ไปตรงไปพวกนี้ดักทับนี่ดักทับนี่ไปชามมันแล้วแม่ดักทับเป็นตุ๊กเป็นตุ๊กที่ตุ๊กเต้กระบาดเลยคือตัวเฟรมคนเต้นี่เลยเต้คนมวยเอาได้ปั๊บสไตล์นี้อะไรนี่ไอ้ยันมาอีกนิดมาไปอะไรไปอะไรแล้วก็ปั๊บเติมเป็นตุ๊กตัวเองคนเต้นี่ไปเว้ยเต้คนมวยก็ปั๊บเติมมาสไตล์นี้ chạy mà nắng như vô hết chạm ba thì hôn nắng nhưng xe được một mình chúng ba tập hút resin nó nơi lại nếu cứ ai cao mình là nè chỉ power trên rom nghĩa đời xa in đặc thân đấy mình tôi là tiếp tốc hay là tế chờ đón ở đây tốc hay là tế voltage chứ nó về được bên trời cái này nó về được voltage cho nên chờ đón được tế tốc tế trời cái này vì thôi ở dưới power của nghĩa tới cứ là càng là người ta nói khó cái này khó cái này tới cái này thích cái này mình đấy thích chờ đón mình đấy nhé nhé được cái đồng ruộng này giờ cái capacitor bên tôi tiếp tục tê voltage đặc biệt đặc thân bên tôi tiếp tục tê chờ đón nhé tục tê voltage nhưng mà charge chờ đón nhưng mà charge inductance tê chờ đón nhưng mà charge capacitor vậy nhé chân đặc biệt là pi đang bị to chỉ ba lại nhé to chỉ ba lại bị charge prop đặc biệt là dùng đọc thao đọc đọc battery trên máu thì khi lên được nó nâng miền nâng miền hình u đài thì ra một tê 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 màu chân bản thân thì capacitor nâng thống AC thì đặt thân nó thông đá đọc lưu mà sử dụng hết bạn thân mình chọn chọn mà hay chọn mà tiết đá đấy chọn mà thẻ đây đấy đấy mà sân dịp hở mán pram rồi vô pi lần thay vô bạn sử dụng AC chúng ta dạ bạn được phút rây dần nấn rồi bỏ tiền đặt thân hay là bạn sử dụng nấn máu cái giờ cái này nó ban chia pi với lại khả năng thì mỗi cứ series resonance hay là ngày buổi tiết đấy parallel resonance chương series resonance kia thì giấy từ lưu cái này như thế cứ RLC này hay nhé resistance inductance hay là resistance đó cứ to capacitor to chia series ở đây năng này chắc cứ ERC đó cứ to chia sẻ đi để cái đồng ruộng mình chẳng
Được chưa? Bố được cái tàu. Đó, chẳng sẽ re-resonant là cái này cứ inductance, resistance, hay là capacitor, to chỉ sẽ re-create. Chẳng là cái này, inductance sẽ mai gì, giật ớt sẽ mai gì? Giật ớt mình sẽ mai gì? Pi pi, g pi pi, cái gì g omega l, g omega l. Và capacitor sẽ mai gì? Bôi lửa, g omega c. Thì chúng đang thầm mấy tiết omega dưới mình smile ghế pi pi t smile smile tiết pi pi đây chân giật ớt giật capacitor trên màu hoa máu chúng ta được lệ nặng phaser mà dương impedance giảm mũ dương mình dây ghế giật S chân cái tang giật S chỉ impedance giảm mà mũ chân to chưa xử lý impedance nên bầu của chỗ cái này chân này cái này cứ giật L bầu của mình resistance hay mà cái chân này cứ cái giật capacitor chân đặc biệt là dương lượng dí màu hàng lưu máu phát tới chia sẻ nhạc đó ok đây là đăng lương từ mình làm đăng lương từ mấy con bị dương gì con bị danh gì đấy thôi chắc lẽ hand resonance gì thì xe và thay quá này nơi cái này mình lẽ hand resonance mà gì đấy chắc lẽ hand resonance chắc là những trang này thôi nhé chắc những trang ai resonance nhầm mạch cứ nộp về đấy nè, ao interrupt này nó có một thế nữa, ao bị trơn po, ao pick pick nó mình lấy chọn cái này tới, power view nó càng là này, đấy, chắc được cái chọn đôi anh chắc chẳng lại bay cái đó chân bên lại nạ rơi dần dần màu này, spin này và này, đó pro cái này, pro cái này, chắc tăng trở rắn, maximum của pro cái này, minimum của pro cái này, à đấy, để đặt lại cái pool đi với thử cái này, lấy lại mấy cái này nhí, click lại nó cứ việc thử cái này đi nè, à pick power take cái này nhí. A pick your budget run cái này nè, chẳng cái series thằng mấy ở bên trời kia, chẳng tam rồi dạ series resonance, bắt the put resonance, đập bay ao lệ khả resonance để skin linh cạn lá, lục tra tay chẳng mấy, lục tra chẳng mấy, mình đang ấy, lục tra tay chẳng mấy, đang này. Giật ớt bột chú môi nâng giật capacitor xì dòng này là sâu và đấy chân bị bột của châu khi nha mà sâu đó chân dí bỏ tới hà nói này dí bỏ tới hàng này tới sâu bạc nó sao tại ý tin dí gì cả ta mắc bỏ tới hàng này chân nó sao tập bị chọc này này chân bỏ mặt chọc tới hàng nó đó chẳng vì nó sao pi pi f l lớn mũi lớn pi pi f bài tờ chẳng f này ní cái ban đô pi f thò mà đá tới chí f zero bạn này hai đấy bố bạn tập hút rây dùm nấn thì chẳng là miếng can lá nó bạn tập hút rây dùm nấn can lá chẳng tầm bây chẳng là bạn tập hút rây dùm nấn can lá to để dương cho giật ớt bốc giật cái bài tờ mà sầu chẳng tầm bây lại riêng tới gì đi được bạn đấy xong vụ bạn đấy chúng F lại nít mình nó chỉ thòm đa đấy tại nó chỉ F resonant của dùng trong màn lẽ khăn resonant và bây giờ cho lẽ khăn resonant hay chẳng là phê con để biết được lại nít bóng lại luôn là chỉ phê con resonant ok ta mà tiết nhưng cảm năng bỏ nhưng bỏ pi pi ấn tới khổ mất nhỉ pi pi ấn tới mất chẳng S zero gray dân nít cứ mà môi lưu pi pi gray ấn xì mà một cái chọc này rồi S0 máu cứ má một phần này mũi lớn pi pi rưỡi LC cái nhé chắc là
all depends on the reason. Mình invitant, admittant, invitant, nhé. Yeah. Hmm? Just as a reason. Sáng nay prach kia rô mong chờ. Logic ấy nè, logic. Đời xa tới hãy là kêu cho capacitor. Đời xa capacitor có chia farad. Hãy minh lại cả nạ khó phí resistant. Đó là bình đặc thân, có chia micro hàng vì hãy minh lại cả nạ sẽ điên dù môi đó. Resistant. Thấy nhé. Thấy nhé. Chắc giờ anh dị, impedance cho máu kinh dơ tại reactant màu đi. Thấy nhé. Chúng ta cần nâng chênh mà nó bị sân mà ôm mặt này nè. Vì tôi có bài ôm mà chỉ ôm nếu chỉ rơ ôm rồi bóc rẻ thầm. Thế resistance mình cần chỉ ôm này. Thế quality factor sẽ ghi quality factor. Còn một hiệp mê côn biết nè, mê côn. Mê côn mình khá nạt đấy. Chẳng phải mình chỉ có cáo thế nè. Hay là khi mình dơ impedance inductance hay là khi mình dơ reactance capacitor mà. Cái thì do reactant là bỏ inductant màu vậy. Thực ra in, reactant là bỏ inductant nó nghĩa là khả năng sẽ điên thì mùi nó resistant. Cho inductant thứ màu vậy gì?
còn ta rung sai chỉ con song nè rung sai mà bàn được chưa in đặt thành còn tay còn nắm còn miến resistance này resistance in đặt thân là đại thông riêng resistance này chân của tôi một tiên là bây giờ dương bàn chân rẻ thân là bỏ in đặt thân nơi resistance nắng chạy cho mình là resistance chân nơi resistance này cái đặt thân nơi resistance một tiết chân frequency dương bàn frequency đó đã chỉ frequency resistance chân chưa phi pi s rô lựa l phi pi s rô l chạy cho mình là resistance nhé để chạy cho mình là resistance này. Ok còn đấy nè pi pi s rô lựa l tại pi pi s rô l lựa e chân phim phái S0 sẽ kiếm mình Omega 0 Omega 0 đây mình Omega L nhìn đến Omega L đó đọc bình lại mong phê cầm mắc phim phái S0 L lực E còn đấy thọ một tiết dân khơi thá frequency rate dân dân mà mán như này lấy nè môi lửa phim phái rứ LC chắc dân mình nuôi trô máu nếu chỗ mắt nó sao lại giảm muối ai chỉ muốn ở chỗ mình đấy cái bầm lạnh ở màu bình đấy anh ấy chân cái bầm lạnh ở màu bình cái bầm bạch ở cháo cái bầm bạch ở cháo đấy bầm bạch rơi xuống đất thì vẫn gì đấy bầm bạch rơi xuống đất thì vẫn gì cho bạn đấy còn đấy trong bán mấy cái bán đấy thì dương bao nhiêu hai đấy giờ e chỉ nuôi trâu của bán giờ e chỉ nuôi trâu của bán đấy bao nhiêu hai trên tập đi giờ e chỉ nuôi trâu của mấy người sáu coi s và mỗi lứa pi hai s rô c o đây nhé yeah. Chắc là vậy thì dương thời chám thì muối ở vậy thì dương thời chám dương bảy thời chám mà rung một môn đi đấy hay dương còn bảy trăm rung một môn đi đấy dương trăm ta rung một môn ba tập phút để dương tiên e sáu nên tranh máu cứ sma là môi lứa pi hai hay dương tiên rồi e máu cứ sma là môi lứa pi hai rứ ở xì đường máu chỉ về dùng năng thành phần gì để lại khan được ra ấy nè rất ở bông vùng dòng bàn tới mà sầu vì dương rồi khơi nhá dương tiên mà rồi quay thì phải tới để sma này ghế thì trăm tập phân nó như khi lên hôm nay ban này chứ quay thì phải tới sma ghế để thân thì đặt thân lưu resistance máu chứ biết sma phần đấy bây giờ mà trong trận đua bạn thì còn gì còn bạt đó bạt thì đặt thân còn bạt được to đấy cho một đo impedance impedance to chứ gì cho nên impedance lại to chứ gì lại ní nhưng mới sma một phần này đấy dùng tiền máu tiền resistance gì ta máu sma phần đấy to một tiết dương khơi thả mạch mình riêng ấy mình châu riêng ấy châu riêng mà người nhớ nhỉ bây giờ tiền chứ những tiền resistance chỉ cả tà là bây giờ resistance chỉ cả tà mỗi bầu xí pi pi f l l hay l e đấy hay tầm một tiết những khơi những tiết mỗi lứa phần này nè F lứa E đấy và tao một tiết thứ bên tiên tao một tiết thứ nhầm một tiết cái tiết thứ nhầm một tiết cái dơ mặt cái chọc nè cái dơ mặt cái chọc này không chỉ môi người gì dơ F0 lưu F0 thì con thì muốn nằm cái chọc này nhé con đấy con đấy con tay chừng chừng cái nhé cái nhé thấy tầm mặt tiết cái tiếng vi phái S0 ở lưu E chỉ là tạc thì nhảy nhảy nhiều nhảy nhảy ấy đấy dù hai đấy mà thử thương chấm thì trong tiên thì cho riêng cô gì được e này
as a role này. Chắc cái khoản là time nó cái này nó cái khẽ kẹ này tất cả cái tin cho tin đó cái khơi nhận sao mà sân dịch côn em lưu SRO cho nó sao mà cái này gì đi tới khi bàn riêng hay tin nhờ P2 SRO lưu ở lưu E nó máu thì nó sao S lưu SRO mà nhìn một P2 SRO vẫn đang là thế à vậy thì dương khơi nhất cái dương khơi thế quality factor series rì dùm nấn định bắt đây mà nó hết đến tiết người ta na coi vua skim lăng lăng như thế bóng buôn buôn lời hãy nó đây tiền bởi vậy chắc quality factor chứ khi xem mà này pi pi coi zero l khánh châu riêng lại như mùi như thế chắc zero là em chạy như thế đại thì đọc với zero mà mùi lưu pi rư lc này zero này như thế pi pi nè pi pi cái rế a zero này được cho khó này giờ a zero cho tôi cho đi tới xem rùa lc bạn này thế mình on này à nó gì nó trôi mấy nè pi pi sro gre ồ sro gre nè mùi lơ ní thì sro gre nè sro gre chạy như thế sao sro lơ nè chân nó sao tầm án là nhát nó sao tới quality factor hay nắng frequency resonance hay nắng frequency để dừng trôi nè trên một tour bán impedance này chứng lại những cái sự quan trọng là cái thằng rơ impedance này impedance matching này rồi bỏ này là bởi cái trang ban resonance cái trang ban maximum power cho máu còn đấy chứng mà sân chỉ free con nhưng cho mà cả lô hết nhưng cho mà cả lô hết lại như chân đất ta cái thử đi giá impedance này của màn mà bạn maximum power cho máu chúng ta mới dạy là bây giờ cái cu của lấy nè nè cái chập đam thư sẵn má bò e đi tới từ khả này tới nó sao là một cái chập còn đấy cứ còn thì phải tới nó phải còn gì bây giờ là bên một cái chập những cái giật e lưu giật e chân giật e giật lưu giật e lấy ní mà vấn đề một đi đó nè nhé mà nó rư vấn đề là bên mông phê rồi bao viết cái vấn đề thế toàn đấy chân ta bên những cu tới những khơi như nè cái khứ như riêng ghế để chỉ cái rẻ tật rẻ check quality smart dog đấy quality dog cái đá lấy phần dưới quality smart dog chứ những cụ tới riêng trẻ thêm chủ môi nó phê cáo s lưu s rô này hay đang giật s lưu giật e này chứ giật s lưu giật e nó tăng là nhanh x chân đớn thì s lưu s rô tăng là nhanh x chê đó là y gạch bình đấy anh ấy y gạch tớ anh ấy x tớ à đây sẽ ghế mùi lượng ếch à đây ếch đây mùi lượng ếch đây nhé à đây ta lại lên đây nè nó phía mà đọc nó phía mà phần chắc như khuyên ta nó phía đá quality factor dưỡng càng là ớ ta đọc rồi nhưng khuyên scrap hơi dưỡng ta nhìn trẻ đây nhé ta nhìn trẻ tôi chỉ là so vinh nhỉ càng là sử dụng đấy chứ nhìn thả mấy quality factor càng là thốn quality factor càng là thốn bền với càng là sâu bền càng là tối càng là sâu như rung đi chẳng bằng như bị quality factor với có lò này hình như tu vậy sruột nè sruột ai đọc pin thì bị phê rồi bao nhiêu vĩnh là pin quality căn là thốn quality factor căn là thốn à phê chain rồi bao nhiêu căn là sợ hàng chẳng mấy vì nơi sọc sọc cái đấy vì nơi lại như thế này vì nơi độ cao sọc được gì sọc sọc cái đấy còn là châu đó là lấy đô liếc dùng quạt lang tơ mảnh
degree flat. Anh nhé, sân là tròn á. Chứng reason đến chỉ ba tập hút muối để sả hà. Anh nhé, sả hà đấy. Để dưỡng trời cá trong bàn đấy. Hả? À? Chứ là cái thua laser à. Chập vô thua cái bèn pass filter. Cái chim filter motor AC motor ấy nó cũng miễn. Thì thì viết store energy thông thống store mà bàn power thông thấy bàn dùng tiền. Tại dừng lại khi nhìn lươn ấy coupling, coupling nữa. Sai ca bây giờ nó trô màu mối, bảy bàn pram bây giờ. Bảy bàn bầy nó ra nó. Nhưng đây thôi nhé, trô màu mùi, sai ca nó hình bảy trên chữ bầy, tù tù tiệt bằng tè dưới. Hay rì dù nó có miên đó, nó không ăn thần á, communication dưới. Chắc yên dù là hơi tớ, chạy đi hơi tớ, nó quên rồi mấy. Còn lại như bên đơn máy chính nó có miên nè. Cho bị ăn thần máu thơ mấy áo là sẽ kết lên cần đấy chỉ môi nó ăn thần ai dương nó ở viêm bất trinh cái gì em bị đần gì tầng sai tầng lên cần đấy thường lên cần đấy amplifier transistor này chân sầm đẹp sai sầm đẹp mấy gì khoảng đồ phết sai bàn đấy phần tay sầm đẹp người cần đấy những anh đồ bàn capacitor đạo ma này má này má là mấy bàn rơi sầm đâm đây chỉ mấy nằm rồi đấy thì họ FM cô mạnh dây cho nó nè thì họ em âm những trang sẽ lấy dơ bọc màn rồi màn rồi pram mega hơn rồi pram mega hơn chắc nhìn thử mưa nên lấy nè nè những trang bán sẽ lấy nơi bọc rồi pram mega hơn chắc nhìn thử mưa nên lấy nè tao đi xin lâm thịnh vân xí rồi pram nè nhưng cô đặt tìm đặt thân một mán capacitor mà còn đấy hồi ấy thì cắt dỡ này thời cắt dỡ này thời chặt dỡ này cắt dỡ này chẳng hạn như bèn pha filter nó ấy chẳng phải cao thế gì bị ăn dỡ đi chẳng phải dỡ tầm rồi pram này chẳng bản thân thì dùng select một rồi pram nó căn là sharp quality factor với căn là lò thấy nhé chẳng bạn nên tham mấy bỏ lại những lưu sử lấy màu nắng biết mấy chắc bạc ở miền truyền cho bỏ nà màu thì nó là cái hai thác quality factor dù lấy cho ưu tiêu hoa dương trọng bàn bỏ mà rồi bật FM chứ như thử đi dài anh thử mấy ní rồi bớt đi dài anh mất rồi lấy đặc thân của mán capacitor này của màn ở trong rồi còn nữa chắc hình như chưa coi đấy đó rồi cho khởi F ấm ô F ấm đi F ấm nó bị màn đâu màn ờ pan bảy tới một rồi bảy mega hơn thấy bật design mua rồi mẹ mà free con bây giờ mới mà free con mình scoot đó chắc thử thứ mày trời chân cái ai ấy muốn phịch cái ai capacitor phịch rồi có inductor phịch ai muốn nào phịch thì ai inductor phịch cái thử đi design capacitor mình một lần nữa chân là ngày ví dụ nắng khi cái mình variable capacitor chân nhưng sẽ lấy khi nhà mua lấy analog dùng mình thử mua đó ai cầm ra mình mua capacitor nó tới ở trong range tới cứ việc cắt vô tới frequency nó gì cắt vô tầm bán này hơn gì anh ấy phải cầm xe xe nơi chung bên kia với áp giờ thì anh ấy lực lên là viết lo mà châu phải cầm nặng ngon anh ấy hiện thưa anh là FM ấy đấy vô nữ đi dài lên lên đấy đi dài lên lên xong rồi nè cầm chơi thưa tam kia nhưng mưa lên lên xong đấy ấy dựng đi giá như cặp đi giá ngon cả lá như đi giá bông lai bông capacitor bông lai bông đặc thân được
mà nó lại chứ nó thao chứ capacitor variable capacitor variable đặt thành mà lại chứ thầy trong ban quality lõ trong ban quality lõ mình tiện tơm lại như tiên này resistance này cái nhé tơm resistance này trên trong ban quality thống to cắt và thói resistance cắt và thói capacitor có đấy vô nó cái này nữa chân môn thơ ấy cái đó sắp xa ở chỗ bạn đấy tỏ chân dương phần nắng ở hai thầm rê 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 chân xâm ra xâm ra phần tay cũng như dưới thơ mà chút cũ hướng lẹp đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.